Lại nữa, nếu có người thọ giới tâm sanh, miệng nói rằng kể từ ngày nay không giết hết thảy chúng sanh, thế là đối với vô lượng chúng sanh đã đem thứ vật yêu trọng mà thí cho, nên được công đức cũng vô lượng. Như Phật dạy, có năm thứ bố thí lớn, những gì là năm? Một, không sát sanh là việc bố thí lớn. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Cũng như vậy. Lại nữa, thực hành từ tam muội được phước vô lượng, nước lửa không hại được, đao binh không tổn thương được, hết thảy ác độc không thể trúng được. Vì hành năm sự bố thí lớn nên được như vậy. Lại nữa, các bậc tôn quý trong ba đời mười phương, Phật là tôn quý nhất. Như Phật dạy Yêu Bà Tát Nan Đề Ca rằng, sát sanh có 10 tội, những gì là 10? Một, tâm thường ôm độc đời đời không dứt. Hai, chúng sanh oán ghét, mắt không muốn nhìn. Ba, thường ôm niệm ác, suy nghĩ việc ác. Bốn, chúng sanh sợ hãi, như thấy cọp rắn. Năm, khi ngủ tâm sợ, thức bất an. Sáu, thường có ác mộng. Bảy, khi mệnh chung cuộc sợ cái chết dữ. Tám, gieo nghiệp nhân duyên của chết yểu. 9. Thần hoại mệnh chung đọa trong địa ngục. 10. Nếu được làm người thường phải chết yểu. Lại nữa, hành giả tâm niệm suy nghĩ, tất cả loài có mạng sống cho đến côn trùng đều tự tiết thân mạng, cớ sao biết lấy y phục uống ăn để bảo hộ thân mình mà lại giết chúng sanh. Lại nữa, hành giả nên học pháp đại nhân. Trong hết thảy đại nhân, Phật là tối đại. Vì cớ sao? Vì tất cả trí tuệ được thành tựu, mười trí lực đầy đủ, hay độ chúng sanh, thường hành từ mẫn, giữ giới sát sanh, tự được thành Phật, cũng dạy đệ tử thực hành tâm từ mẫn đó. Hành giả muốn học hạnh của đại nhân cũng nên không giết. Hỏi, nếu không xâm hại ta thì tâm sát có thể dứt được, còn nếu xâm hại cưỡng đoạt bức bách ta thời phải làm sao? Đáp, phải nên lượng việc khinh trọng. Nếu người giết mình, trước nên tự suy nghĩ, cái lợi toàn giới là trọng hay toàn thân là trọng, phá giới là mất mát hay tán thân là mất mát. Suy nghĩ như vậy, biết giữ giới là trọng, toàn thân là khinh. Nếu tạo khỏi nạn mà được toàn thân thì thân được cái gì? Thân là chỗ tụ động của già bệnh chết, chắc chắn phải bại hoại. Nếu vì giữ giới mà mất thân, lợi ấy rất trọng. Lại suy nghĩ, ta trước sau mất thân đời đời vô số, hoặc làm thân giặc ác cầm thú chỉ vì tài lợi mà làm các việc bất thiện, nay mới được vì sự giữ tịnh giới cho nên không tiếc thân, xả mạng để giữ giới. Hơn trong ngàn vạn lần hủy cấm giới để giữ toàn thân, không thể ví dụ được. Định tâm như vậy, nên phải xả thân để hộ tịnh giới. Như một vị tu đà hoàn sanh trong một nhà đồ sát, tuổi sắp thành người, phải cai quản gia nghiệp mà không chịu sát sanh. Cha mẹ đưa dao và một con dê nhốt ở trong nhà mà bảo, nếu không giết dê không cho người ra mà thấy ánh mặt trời mặt trăng và sinh hoạt ăn uống. Người con tự suy nghĩ, ta nếu giết một con dê này bèn phải suốt đời làm nghiệp này, há vì thân mà gây nên tội lớn này ư? Bèn lấy dao tự sát. Cha mẹ mở cửa ra thấy dê đứng ở một phía, còn đứa con thì đã mệnh tuyệt ngay lúc tự sát, liền sanh lên cõi trời. Hoặc được như thế ấy là vì không tiếc mạng sống để hộ toàn vẹn tịnh giới. Những nghĩa như vậy gọi là giới không sát sanh. Không cho mà lấy là biết đó là vật của người khác mà sanh tâm trộm cắp, lấy vật đem đi khỏi chỗ cũ cho là vật thuộc của ta, thế gọi là trộm. Nếu không làm gọi là không trộm. Ngoài ra phương tiện so tính cho đến tay cầm mà chưa lìa khỏi chỗ ấy, ấy gọi là cách giúp sự ăn trộm. Tài vật có hai loại, có loại thuộc của người khác, có loại không thuộc của người khác. Lấy vật thuộc của người khác là tội trộm. Vật thuộc của người khác cũng có hai loại: một, vật ở trong làng xóm; hai, vật ở chỗ trống. Vật ở hai chỗ ấy có tâm trộm lấy thì mắc tội trộm. Nếu vật ở chỗ trống, hãy kiểm xét biết vật ấy gần nước nào, vật ấy phải có sở thuộc, không nên lấy. Như trong luật tạng nói về các việc không trộm, ấy gọi là tướng mạo không trộm. Hỏi, không trộm có lợi ích gì? Đáp, mạng sống có hai, trong và ngoài. Nếu cướp tài vật, ấy là cướp mạng ngoài. Vì sao? Vì mạng sống dựa nơi cơm ăn áo mặc vân vân mới sống. Nếu cướp, nếu giật, ấy gọi là cướp mạng ngoài. Như kệ nói, hết thảy chúng sanh lấy cơm áo nuôi sống, hoặc cướp hoặc trộm lấy, ấy gọi là cướp mạng. Vì lẽ ấy, người có trí không nên cướp đoạt. Lại nữa,
nên tự suy nghĩ cướp giật được vật để cung cấp cho mình. Tuy thân có đầy đủ rồi cũng phải chết, chết vào địa ngục. Tuy cả gia thất thân thuộc cùng được thọ vui, mà chỉ riêng mình chịu tội cũng không cứu được, quan sát được thế ấy, nên không nên trộm. Lại nữa, không cho mà lấy, đây có hai thứ, một trộm, hai cướp, cả hai đều gọi là không cho mà lấy. Trong tội không cho mà lấy, trộm là rất nặng. Vì sao? Vì mọi người đều lấy tài vật nuôi sống, mà đào ngạch khoét vách trộm lấy. Vì không có sức hơn người, mà sợ chết nên mới trộm lấy, ấy là rất bất tịnh. Trong tội cướp đoạt, trộm là tội nặng, như kệ nói, đói khát thân ốm gầy, thọ tội chỗ đại khổ của người không thể đụng, giống như đống lửa lớn. Nếu trộm lấy của người, chủ nó không ám não, giả sử là thiên vương cũng còn lấy làm khổ. Tội của người sát sanh tuy nặng chỉ là giặc đối với kẻ bị giết, còn người trộm cắp lại là giặc đối với hết thảy người có của. Nếu phạm các giới khác có khi không phải là tội đối với trong nước khác, còn người trộm cắp thì tất cả các nước đều trị tội. Hỏi: người cướp đoạt đời nay có người khen cho là mạnh, vậy đối với việc cướp đoạt vì sao phải buông xả? Đáp: không cho làm mà trộm lấy, đó là tướng bất thiện. Trong sự cướp đoạt tuy có so le nhưng đều là bất thiện. Ví như đồ ăn ngon lẫn lộn thuốc độc, đồ ăn dở lẫn lộn chất độc. Ngon dở tuy khác nhau mà chất độc không khác. Cũng như lúc sáng lúc tối đạp lửa, ngày đêm tuy khác nhau mà trái chân thì là một. Đời nay người ngu không biết quả báo tội phước trong hai đời, không có lòng nhân từ, thấy người dùng sức xâm lấn nhau, cưỡng đoạt tài sản kẻ khác, khen cho là mạnh. Còn chư Phật hiền thánh thì thương xót hết thảy, rõ suốt ưu họa ba đời không mất, nên không khen ngợi. Do vậy nên biết tội trộm cướp đều là bất thiện, nên người lành và hành giả không làm. Như Phật dạy, không cho mà lấy có 10 tội. Những gì là 10? 1. Chủ tài vật thường giận. 2. Bị người nghi cho phạm trọng tội. 3. Du hành phi thời, không chủ tính. 4. Bạn bè với kẻ ác, xa lìa bậc hiền thiện. 5. Phá tướng lành. 6. Bị tội với quan. 7. Tài vật không vào. 8. Gieo nghiệp nhân duyên của sự nghèo. 9. Chết đọa vào địa ngục. 10. Nếu được ra khỏi mà làm người, xin khó cầu tài vật, trở thành chung của cả năm nhà, là hoặc vua, hoặc giặc, hoặc lửa, hoặc con bất hiếu sử dụng, cho đến chôn giấu cũng bị mất. Tà dâm là nếu đối với con gái được cha mẹ, anh em, chị em, chồng, con cái, pháp luật thế gian và phép vua thủ hộ mà họ phạm đến, ấy gọi là tà dâm. Hoặc có người tuy không có ai thủ hộ mà do pháp thủ hộ. Thế nào là pháp thủ hộ? Là hết thảy người nữ xuất gia và người nữ thọ giới trong một ngày, ấy là pháp thủ hộ. Nếu dùng sức, dùng tài vật hoặc dụ dỗ, hoặc tự có người vợ thọ giới có thai, có con đang thời kỳ bú hoặc sinh đạt, cho đến dùng tràng hoa cho dâm nữ để yêu sách, phạm những điều như vậy gọi là tà dâm. Không làm những điều như vậy gọi là không tà dâm. Hỏi: người thủ hộ nên người nổi sân, pháp thủ hộ nên phá pháp, nên gọi là tà dâm. Còn người đối với vợ mình vì sao cho là tà? Đáp: đã cho phép vợ thọ giới trong một ngày, đã ở trong pháp, tuy vốn là vợ mà nay không được tự do, qua khỏi ngày thọ giới, thời chẳng phải là pháp thủ hộ. Lại, người vợ đang mang thai vì thân thể kia nặng nề, chán thói cũ, lại vì sợ tổn thương bụng trường. Khi con còn thời kỳ bú mà hành dâm mẹ nó thì sữa khô kiệt, lại vì tâm nữ say dâm dục thì không còn săn sóc con. Chỗ phi đạo là không phải nữ căn, tâm người nữ không vui mà cưỡng ép phi lý nên gọi là tà dâm. Những việc ấy không làm nên không gọi là tà dâm. Hỏi: nếu người chồng không biết, không thấy, không phiền não thì người dâm kia có tội gì? Đáp: vì nó là tà, đã gọi là tà, ấy là bất chánh cho nên có tội. Lại nữa, việc này có các tội lỗi. Tình chồng vợ tuy khác thân mà đồng thể, cướp tình yêu của người khác, phá bổn tâm của người ta, ấy là giặc. Lại mắc trọng tội, tính tâm xấu xa, bị người oán ghét, vui ít sợ nhiều, hoặc sợ hình phạt giết chết. Lại sợ chồng và người hai bên biết, thường cứ nói dối, bị thánh nhân trách mắng là tội của trọng tội. Lại nữa, người dâm dật nên tự suy nghĩ, vợ ta vợ người đồng là nữ nhân, xương thịt tình thái kia đây không khác, mà vì sao ta sinh tâm mê lòng ngang trái, chạy theo ý tà? Người tà dâm phá mất cái vui đời này đời sau. Lại nữa, đổi chỗ xoay về mình,
Đệ tử chế tâm rằng, nếu người kia xâm phạm vợ ta, thời ta giận độc. Nếu ta xâm phạm vợ người kia, thời người kia cũng thế khác gì. Suy bụng mình để tự chế cho nên không nên làm. Lại nữa, như Phật dạy, người tà dâm sau đã vào địa ngục cây gươm chịu đủ mọi khổ. Khi được ra khỏi, mà làm người thì ra đạo bất hòa, thường gặp dâm dục, tà vạy, giặc ác. Tà dâm là hoạn nạn ví như rắn độc cũng như lửa lớn, không gấp rút xa lánh thì hoạn lại ập đến. Như Phật dạy, tà dâm có 10 tội. 1. Thường bị phu chủ của người bị dâm muốn làm nguy hại. 2. Chồng vợ bất hòa, thường đấu tranh nhau. 3. Ngày ngày tăng trưởng các pháp bất thiện, tổn giảm các pháp thiện. 4. Không thủ hộ thân, vợ con côi cút. 5. Tài sản mỗi ngày hao mòn. 6. Có các việc giữ, thường bị người nghi. 7. Thân thuộc tri thức, không vui mừng, yêu mến. 8. Gieo nghiệp nhân duyên về oan gia. 9. Thân hoại mạng chung, chết vào địa ngục. 10. Nếu được ra khỏi mà làm người nữ, phải chung chồng với nhiều người. Còn nếu là người nam, thì vợ không trinh khiết. Nói dối là tâm không thanh tịnh, muốn dối gạt người, che giấu sự thật, xuất lời nói khác, sanh khẩu nghiệp, ấy là nói dối. Tội vọng ngữ là do hai bên cùng hiểu về ngôn ngữ mà có. Nếu không cùng hiểu, thì tuy có nói không thật, cũng không có tội nói dối. Nói dối là biết nói không biết, không biết nói biết, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, ấy là nói dối. Nếu không làm, ấy là không nói dối. Hỏi: nói dối có những tội gì? Đáp: người nói dối trước hết tự dối mình, sau dối người. Lấy thật làm hư, lấy hư làm thật, hư thật điên đảo, không thọ nhận thiện pháp, ví như cái bình úp nước không vào được. Người nói dối tâm không tàm quý, đóng biết cửa thiện đạo và niết bàn, quán xét biết tội ấy cho nên không làm. Lại nữa, quán xét biết thật ngữ, lợi nó rất rộng lớn. Cái lợi của thật ngữ từ nơi mình ra rất là dễ được. Còn cái lực của hết thảy người xuất gia, công đức như vậy, người tại gia xuất gia đều có cái lợi này, đó là tướng của người lành. Lại nữa, người thật ngữ, tâm họ ngay thẳng sẽ được khỏi khổ. Ví như kéo cây ra khỏi chỗ rừng rậm, cây thẳng dễ ra. Hỏi: nếu nói dối có tội như vậy, tại sao người ta nói dối? Đáp: có người ngu si thiếu trí, gặp việc khổ ách, nói dối để cầu thoát khỏi, không biết việc pháp xuất đời này mắc tội, không biết đời sau mắc tội bao lớn. Lại có người tuy biết tội nói dối, nhưng vì san tham sân nhuế ngu si nhiều cho nên nói dối. Lại có người tuy không san tham sân nhuế mà dối làm chứng tội người, tâm cứ bảo là thật, chết bị đọa vào địa ngục, như đệ tử của Đề Bà Đạt Đa là Câu Giả Ly, thường tìm tòi lỗi lầm của Xá Lợi Phất của Kiền Liên. Lúc ấy hai ngài hạ an cư xong, du hành qua các nước, lúc gặp trời mưa lớn, đến nhà người thợ gốm nghỉ lại trong nhà chứa đầy đồ gốm. Trong nhà ấy trước đã có một người nữ ngủ ở chỗ tối, hai ngài không biết. Đêm đó người nữ nằm mộng xuất bất tỉnh, sáng sớm đi đến chỗ có nước để rửa. Bấy giờ Câu Giả Ly ngẫu nhiên đi qua trông thấy. Câu Giả Ly có khả năng xem tướng, biết tình trạng của người có giao hội mà không biết được có mộng hay không mộng. Câu Giả Ly quay nói với đệ tử: người nữ này đêm qua đã thông tình với người khác. Liền hỏi người nữ: cô nằm ở chỗ nào? Đáp: tôi ngủ nhờ trong nhà người thợ gốm. Lại hỏi: cùng với ai? Đáp: hai tỳ kheo. Lúc ấy hai ngài từ trong nhà đi ra, Câu Giả Ly thấy rồi, lại xem tướng xét nghiệm, trong ý cho rằng hai ngài chắc chắn đã làm điều bất tịnh. Trước đã ôm sắc sẵn tâm tật đố, nay thấy việc này, đem rêu rào khắp các thành ấp xóm làng. Sau đi đến Kỳ Hoàn, sướng lên tiếng xấu ấy. Giữa lúc ấy Phạm Thiên Vương đi đến muốn hầu Phật. Phật đã vào tịnh thất, yên lặng trong tam muội. Chúng các tỳ kheo cũng đều đóng phòng vào tam muội, không thể đánh thức được. Liền tự suy nghĩ: ta cố đến hầu Phật, Phật vào tam muội và muốn trở lui. Lại nghĩ rằng Phật tử định dậy chắc sẽ không lâu, nên dừng lại chốc lát và đi đến trước phòng Câu Giả Ly, gõ cửa nói rằng: Câu Giả Ly, Câu Giả Ly. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tâm thanh tịnh nhu nhuyến, thể chớ hủy bám mà phải chịu khổ suốt đời. Câu Giả Ly hỏi: ông là người nào? Đáp: tôi là Phạm Thiên Vương. Hỏi: Phật nói ông đã được đạo quả A Na Hàm, vì cớ sao đến đây? Phạm Vương tâm suy nghĩ mà nói cậy: muốn lường pháp vô lượng, không nên thử lấy tướng. Muốn lường pháp vô lượng, người ấy bị che mắt. Nói cái ấy xong, Phạm Thiên Vương đi đến chỗ Phật, trình bày đầy đủ ý đó. Phật nói: lành thay, khéo nói cái ấy. Bấy giờ Thế Tôn nói lại cái ấy: muốn lường pháp vô lượng, không nên thử lấy tướng.
muốn được pháp vô lượng, người ấy bị che mắt. Phạm Thiên Vương nghe Phật nói xong, bỗng như không hiện, liền trở lại cõi trời. Bấy giờ Câu Giả Ly đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, lui ngồi một bên. Phật nói với Câu Giả Ly: Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tâm thanh tịnh nhu nhuyễn, ngươi chớ vì báng mà phải chịu khổ suốt đời. Câu Giả Ly thưa Phật: Con đối với lời Phật dạy không dám không tin, chỉ vì tự mắt thấy rõ ràng, biết chắc hay Tôn giả thật sự đã hành bất tịnh. Phật mắng như vậy 3 lần, Câu Giả Ly cũng 3 lần không chịu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi trở về phòng, toàn thân xanh mụn nhọt, mới đầu như hạt cải, lớn dần như hạt đậu, quả táo quả nại, càng lớn như quả dưa, đồng lại tiêu hoạ như lửa lớn đốt cháy, kêu là rền xiết, chết ngay trong đêm ấy, sa vào địa ngục đại liên hoa. Bấy giờ có một Phạm Thiên ban đêm đi đến bạch Phật, Câu Giả Ly đã chết. Lại có một Phạm Thiên nói bị đọa vào địa ngục đại liên hoa, đêm ấy đã qua, Phật bảo chúng tăng tập họp mà dạy rằng: Các ông có muốn biết thọ mạng của Câu Giả Ly ở địa ngục dài ngắn chăng? Các tỳ kheo thưa: Nguyện muốn được nghe Phật dạy. Có 60 hộp mè, có một người qua 100 năm lấy đi một hộp mè, cứ như vậy đến hết mà thọ số trong địa ngục A Phủ Đà vẫn chưa hết. Thọ số trong 20 địa ngục A Phủ Đà là thọ số trong một địa ngục Ni La Phủ Đà. Thọ số trong 20 địa ngục Ni La Phủ Đà là thọ số trong một địa ngục A A La. Thọ số trong 20 địa ngục A A La là thọ số trong một địa ngục A Bà Bà. Thọ số trong 20 địa ngục A Bà Bà là thọ số trong một địa ngục Hưu Hưu. Thọ số trong 20 địa ngục Hưu Hưu là thọ số trong một địa ngục Âu Ba La. Thọ số trong 20 địa ngục Âu Ba La là thọ số trong một địa ngục Phân Đà Lê Ca. Thọ số trong 20 địa ngục Phân Đà Lê Ca là thọ số trong một địa ngục Ma Ha Ba Đầu Ma. Câu Giả Ly bị đọa vào địa ngục Ma Ha Ba Đầu Ma ấy, lưỡi nó kéo ra thật lớn, lấy 500 cái đinh đâm vào, 500 cái lưỡi cày cày lên. Bấy giờ Thế Tôn mới nói cạn: Người sanh ở đời, búa ở trong miệng, sở dĩ chém thân do lời nói ác. Đáng mắng lại khen, đáng khen lại mắng, miệng chứa điều ác, chọn chẳng được vui, tâm khẩu nghiệp sanh ác, đoạn ngục Ni La Phủ, đầy đủ trăm ngàn đời, chịu khổ đau cay độc. Nếu sanh A Phủ Đà, đầy đủ 36, lại riêng có 5 đời, chịu đủ các khổ độc, tâm nương tà kiến, phá lời hiền thánh, như che sinh trái, tự hủy thân nó.